Di tích Chùa Dâu, xã Nhật Tân, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, được xây dựng từ năm 1118, được công nhận Di tích Lịch sử Văn hóa cấp quốc gia năm 1992. Trải qua nhiều thế kỷ, nhiều hạng mục trong chùa đã bị xuống cấp nghiêm trọng, rất cần được khảo sát, tu bổ kịp thời. Chùa Dâu được xếp hạng di tích quốc gia năm 1992, chùa có tên chữ là Sùng Thiên Tự. Theo truyền thuyết ngày xưa, có lần nhiều gỗ trôi dạt qua đây, nhân dân lấy gỗ tạc tượng, thấy thớ gỗ vàng óng như tơ. Mọi người cho đó là gỗ dâu rất quý nên gọi là Chùa Dâu. Chùa được xây dựng vào thời triều vua Lý Anh Tông năm 1118, trải qua nhiều thế kỷ, nhiều hạng mục trong chùa như mái, tường và tượng đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Cái nơi mà của di tích quốc gia, nhưng mà xuống cấp trên kèo thì là kèo đã xa ra khoảng 1-2 phân, mà Đức Thánh Hiền thì bây giờ là nước mưa xuống dột xuống, chúng tôi phải khoác áo mưa cho nhà ngài và khênh ra lần nào cũng phải 6, ít nhất cũng phải 6 thùng nước, còn nước nó chảy xuống. Và bây giờ tượng là toàn bộ là mục hết rồi. Hiện chùa còn lưu giữ được nhiều pho tượng Phật cổ, tượng công chúa Tiên Dung trong hậu cung, 2 tấm bia đá thời Lê, một số mảnh gốm đất nung đầu rồng, hình tháp niên đại thế kỷ 13-14. Độc đáo nhất là tấm bia đá ghi công đức khắc năm 1331. Đây là tấm bia cổ và quý hiếm của cả nước, được công nhận là bảo vật quốc gia năm 2019. Chúng tôi đề nghị với các cấp có thẩm quyền là sớm là có nguồn vốn để tạo điều kiện cho cùng với nhân dân và địa phương để sớm khắc phục di tích để trở lại với trạng thái tốt hơn, đáp ứng được cái nhu cầu tâm linh và đáp ứng được cái nguyện vọng của nhân dân. Các cấp chính quyền tỉnh Hải Dương cần sớm vào cuộc để khảo sát, đánh giá, tu bổ, chống xuống cấp cho di tích lịch sử văn hóa quốc gia có tuổi đời gần 1.000 năm này.